Hiện đại gia đình hạnh phúc, hai nhà Phật gia cùng cô dâu chú rể có mặt trên sân khấu. Bây giờ anh xin được xin mời hai nhà Phật gia cùng cô dâu. Và chúng ta cùng tan kiến trong lòng của hai bạn người đây là đất của cha. Học lớn đường này. Ai anh nghe chụp dính? Ta đang chụp này mà ta đang nghe chụp này.